chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của anh Bẹt Rập Luffy. Khi mà tụi mình làm cái cuộc khảo sát nhỏ là làm cái video gì tiếp theo thì gần như là tất cả toàn thể đồng bào đều rất là mong muốn làm cái video cảnh anh Bẹt đi tắm. Có nhiều những cái cảnh 18 cộng, lột đồ, cởi đồ, tắm rửa, thoát y, khỏa thân. Cho nên nếu bạn nào mà dưới 18 tuổi hoặc là đang cho con bú thì đừng nên xem video này nhé. Bây giờ tụi mình cũng bắt đầu đi tắm thôi. Đây là cái khăn siêu thấm cực kỳ đỉnh luôn. Cái này là một cái bồn tắm bằng nhựa và cái này nó sẽ tự mọc trong nhà và ngay cả mặt trời luôn. Đây là cái máy tái và có cái đồ chơi. Còn cái này cũng có cái đồ chó nữa. Như vậy là mình đang tắm được rồi. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha. Rồi sắp đẹp rồi. Ok, cho mình sấy nha. Cái màn này nó cực ghét luôn. Nó rất ghét bị sấy và bạn sẽ thấy nó sủa đi luôn. Trời ơi
Con này thì nó chưa khô, hồi mình sẽ sấy nó tiếp. Rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video của tụi mình và ủng hộ những cái video sau nha. Một subscribe cho anh bạn trên YouTube nha các bạn. Bye.